đi đánh Pakulop của Philippines vào ngày 2 tháng 12 tới. Và đội quân của viên Park Hang-seo sẽ có gần như đầy đủ lực lượng tốt nhất ngoại trừ sự vắng mặt của Văn Toàn vì chấn thương. Tuy nhiên, đây không phải sự tử vong quá quan trọng khi Văn Toàn chỉ đóng vai trò tiền đạo dự bị của đội. Dự kiến ở trận đấu trên sân Pakulop, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiếp tục sử dụng sơ đồ 3-4-3, sơ đồ đã đem lại thành công cho tuyển Việt Nam kể từ đầu giải tới nay. Vị trí thủ môn sẽ là vị trí khó có sự thay đổi nhất khi Đặng Văn Lâm đang là chốt chặn đáng tin cậy của tuyển Việt Nam trong khung thành. Thành tích chưa để thủng lưới cho thấy anh là một trong những thủ môn xuất sắc nhất tại AFF Suzuki Cup 2018. Án ngữ trước khung thành của Lâm sẽ là bục ba Quế Ngọc Hải trên đỉnh trận của Đỗ Duy Mạnh. Đơn giản là hàng thủ của tuyển Việt Nam đang làm quá tốt nhiệm vụ của mình. Chẳng có lý do gì đối với Barca sao chuỗi số đến đó khi bộ ba thủ vệ cho đến sự kết dính cũng như một lót ăn ý. Thậm chí báo chí châu Á đã ví Việt Nam như một bậc thầy phục ngữ đang dạy cho các đối thủ tại trận đấu năm nay thế nào là phòng thủ. Mặc dù không sao trộn gì hàng thủ, nhưng ở tuần trên, huấn luyện viên Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ có thay đổi. Cặp tiền vệ trung tâm sẽ được thay thế từ cặp Xuân Trường Quang Hải thành bộ đôi Xuân Trường Hữu Dũng. Lý do chính cho sự thay đổi này nằm ở vị trí của Quang Hải. Cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội đã được huấn luyện viên Park Hang-seo thử nghiệm ở vị trí số 10 kể từ cuối giải đấu ASEAN năm nay, kéo dài cho tới vòng bảng AFF Cup. Tuy nhiên, ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp Campuchia, Quang Hải được giải phóng khỏi vị trí tiền vệ và chơi gần thành đối phương hơn. Chính sự thay đổi này đã giúp Quang Hải thi đấu bùng nổ, anh đóng góp một bàn thắng và giành luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Vì vậy, trong trận đấu trên sân Pakulop, có thể Quang Hải sẽ tiếp tục được giải phóng khỏi vị trí tiền vệ trung tâm và người chạm vào vị trí của anh sẽ là Hùng Dũng. Với sự chắc chắn và máu lửa của Hùng Dũng, tuyến giữa của tuyển Việt Nam lại sẽ được gia tăng thêm. Đây là điều cần thiết khi đối đầu Philippines, một đội tuyển với nhiều cầu thủ nhập tịch có thể hình to. Hai bên cánh sẽ là bộ đôi Văn Hậu và Phan Văn Đức, hai cầu thủ đá cánh có tốc độ và kỹ thuật tốt nhất của đội tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại. Chơi cao nhất trong đội này sẽ là Anh Đức, vừa đã góp dấu giày vào 50% tổng số bàn thắng của đội tuyển Việt Nam cho tới lúc này. Đối đầu với một Philippines đầy thể lực tốc độ, sự cản lưỡng và quyết đoán của Anh Đức sẽ là cực kỳ phù hợp. Hỗ trợ cho anh sẽ là một đôi Quang Hải và Công Phượng, cả hai đều có tốc độ cùng kỹ thuật cá nhân xuất sắc. Nhưng điều quan trọng nhất mà bộ đôi này đem lại chính là sự đột biến với khả năng đột phá của Công Phượng và sáng tạo của Quang Hải.